Chào các bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Về Hưu Canada. Các bạn ơi, mình ở tỉnh Alberta của Canada. Đây là camping ngày 2, là day 2 đó các bạn. Bây giờ sáng nay thì bọn mình ăn ăn sáng nè, với xôi mặn nè, nó Trung Handsome Boy đang ăn xôi mặn đó các bạn. Rồi ăn mì gói nhưng mà cũng phong phú lắm nha các bạn. Các bạn thấy nè, mì gói nè, nó mì khắp mà có thêm hai cục thịt heo quay với lại cái cải bè xanh non là cải nhà trồng đó các bạn. Đó, cái đây là màn một, cảnh một của ngày hôm ở nay. Đây bây giờ là buổi sáng đó các bạn, thì bây giờ có nắng lên rất là ấm rồi các bạn. Thì bọn mình mới đi sáng đi tản bộ xuống đây. Đây là chung quanh cái lake nè các bạn. Ở đằng xa các bạn thấy người ta cũng chèo thuyền, chèo ghe, chắc đó là cũng cái tàu hơi đó các bạn. Đó, người ta chèo ghe người ta đi ra đây. Cái hồ này lớn mà cái hồ này không biết có nhiều cá hay không nữa. Con mình nó cũng đem theo đồ để mà đi câu cá đó. Bây giờ là cái buổi trưa ăn của bọn mình là ăn bánh mì xí mại các bạn. Đây, cô Trinh thì đang cắt bánh mì, Phương Ròm thì đang để xí mại vô bánh mì. Xí mại này thì ở nhà mình làm, còn bánh mì thì mình cũng làm luôn, nhưng mà của lò bánh mì của người ta. Người ta làm giùm, mình trả tiền. Vậy thôi. Đó. Buổi trưa này thì ăn đơn giản thôi các bạn, bánh mì với lại ăn chè dưỡng nhan. Ủa, chè dưỡng nhan đâu? Trong đó. Lấy ra. Chú Phong, lấy giùm cái bịch chè thôi, chè nữa. Dưỡng nhan với mít. Hai cục được rồi ha, của ha. Hai cục quá. Được rồi. Nhẹ, nhưng một cục ít lắm. Rồi bỏ ngò vô, rồi bỏ dịch, đồ chua vô hả? Cái này gì vậy? Mít, chè. Chè lấy ra. Chè. Chè vậy cho nó. Lấy ra một lốc đi. Nó lạnh rồi, mình để tủ lạnh từ qua tới nay mà. Lấy ra cho cùng. Đó. Chút nữa anh, ai muốn anh lạnh thêm nữa. Từ ngay cái chỗ mà gia đình mình khem nó đi ra đây là lái xe ra đây là 40 phút đó các bạn. Thì con mình nó đi ra đây, nó nói ra đây ăn trưa nè, ở đây mát mẻ, trời nắng mát mẻ. Mà chung quanh đây cảnh vật cũng đẹp đó các bạn. Ở đây nó có cái thác nước nè các bạn. Các bạn nghe cái tiếng nước chảy không? Nước chảy thật là mạnh luôn. Ở đây người ta đẹp quá các bạn ơi, người ta tới đây người ta chụp hình nè các bạn. Những người mà người ta đi vô cái khu vực camping này đó các bạn, người tới đây người ta chụp hình. Ở Canada này rất là nhiều nơi cảnh vật rất là đẹp các bạn ơi. Mình hy vọng là từ từ mình sẽ đi đi chơi những nơi mà nó có những cái thác nước, những cái cảnh vật thiên nhiên đẹp đó, mình sẽ quay cho các bạn xem. Ở đây gió rất là lớn nhưng mà gió mát các bạn, không có lạnh. Các bạn thấy cái nước nó đẹp chưa? Cái nước nó trong xanh luôn. Các bạn nhìn thấy tận ở dưới đáy luôn. Đó, ở đây có cái thằng bé Tây này nó đang câu nè các bạn. Không biết có cá không thì nó cũng câu nữa. Nếu mà ở đây mà nó có cá đó, cá nó lội là mình sẽ thấy cá luôn các bạn. Đó, các bạn thấy nhìn đẹp chưa? Đó. Con mình nó đang câu đây. Đó. Câu cho vui thôi chứ cái này mình nghĩ nó không biết đâu có cá đâu, không biết nữa. Cái nước nó thật là đẹp luôn.
trong mình nhận nhìn tận dưới đáy hồ luôn. Rất là mát mẻ, rất là đẹp các bạn ơi. Gió quá chừng gió luôn mà mát lắm các bạn. Sao bữa cơm chiều, bữa cơm chiều của tụi mình đây các bạn ơi, của phái đoàn đi camping. Chiều nay thì mình ăn cua, ăn cua xào me. Nó chú Phong đang gấp ra dĩa nha. Phương thì có bổn phận phải hâm nóng. Chị chà, có không? Như anh định khó. Em thấy hình như ở bên kia có 8 con cá bắp nướng đen thui các bạn ơi. Nó cái này là giấy bạc mình bọc ở ngoài nướng đó các bạn, nhưng mà ở trong ngon lắm. Bắp này là từ Vancouver của người bạn đem về cho đó các bạn. Bắp nướng ngon vô cùng luôn các bạn ơi. Đây là cái lều đó các bạn. Cái lều tối nay mấy cái đứa trẻ trẻ nó ra nó dăng. Ba đứa nó ra nó ngủ ngoài đây, hai cái lều. Đó. Tại tối nay trời ấm đó các bạn, thành ra nó ở giữa thì nó có cái giường hơi á, nó sẽ bơm cái giường hơi lên nó rồi nó ra đây nó ngủ cho vui. Nó đây là cái lều thứ nhất. Đó, đây thêm một cái lều nữa nè các bạn. Trời ấm mà mới ngủ ngoài đây được, nhưng mà mấy đứa trẻ thôi chứ còn như mình là mình cũng không dám ngủ ngoài đây đâu các bạn. Với lại nửa đêm nó cũng hơi lạnh á, thành ra mình cũng không ngủ ngoài đây được đâu. Mời các bạn ăn cua nha. Ở đây cua nè, mình răng me đó các bạn. Đó. Ăn cho ngon miệng nha mọi người. Mình riêu chút xíu rồi mình mới ăn sao. Cái này mình nó chín quá có sao không? Dạ không. Nó nóng rồi cho nên. Trinh ăn nhiều vô nha. Ủa còn Trung, Trung ngồi xuống đi con. Rồi sắp xong cái màn cua rồi các bạn. Đây, các bạn thấy cái thành phẩm của mình nè. Một dĩa vỏ cua. Bây giờ tới cái món lẩu canh chua Thái các bạn ơi. Cua hết rồi. Món này đừng chung chung ăn được không? Nước với tôm. Anh nên với này bún. Dạ dạ. Nhưng mà cái món lẩu này ngon nhất vẫn là rau. Mà rau á là nhà trồng đó. Rau muống nè các bạn. Rau muống này là mình cắt một cái thùng rau thủy canh với một cái thùng rau mình trồng đất nè. Nó thật là non. Rồi mình ăn cải bè xanh luôn các bạn đó. Cải bè xanh non ở nhà trồng luôn.
Còn bữa nay thì cái đồ nêm lên thì mình không có, mình không có ngò ôm các bạn, không có ngò ôm, nhưng mà tại vì nhà rau quế với lại ngò gai nhiều quá, thành ra mình chỉ cắt với rau quế với ngò gai thôi. Rau quế ngò gai bỏ vô, bỏ vô đi Phước, bỏ này vô, bỏ vô cho thơm đi. Còn cái này mình ăn chừng nào ai ăn mới nhúng vô thôi. Mình không có cái cây mình để, mình để nó quay cho tất cả mọi người ăn á, thì giờ ai ăn á thì mình quay. Rồi, mời các bạn cùng ăn với gia đình mình nha. Các bạn ơi, bây giờ tất cả mọi người đang ăn đây các bạn. Mình không có cái cây mà mình để nó lên, thành ra phải chịu khó cầm cái này. Mời các bạn nha. Ăn ăn canh chua mà ăn bằng cái đĩa. Cái có một cái bọc đũa mà mình không biết mình đem theo mà mình bỏ vô cái bọc nào mà bỏ quên lại nhà hay sao. Bây giờ tất cả mọi người phải ăn bằng đĩa các bạn. Cái rau muống ngon quá chừng các bạn ơi. Khói nó bay vô mắt quá. Bây giờ là 8 giờ tối rồi đó các bạn. Tám giờ tối đêm thứ hai, bọn mình ở ở chỗ camping đó. Thì mọi người đã ăn tối xong rồi, bây giờ là đốt lửa, bắp thì đã nướng xong rồi đó, nhưng mà không biết có ăn hết hay không đó. Thì tối nay là cái bọn trẻ, ba đứa trẻ thì nó ngủ ở ngoài cái có liệu. Người bạn tới sau thì người bạn đang ngồi tiếp tục ăn cái lẩu canh chua Thái đây. Còn tất cả mọi người đã ăn xong hết rồi thì bây giờ ngồi đi đốt lửa. Yeah. Thôi mình chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video sau. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Chúc các bạn vui vẻ, bình an. Bye bye.